ăn gym nó sáng sớm đã hú loạn lên đấy. Có sao đâu, chỉ bị hâm một tí thôi. Cậu cứ đi đánh răng tiếp đi. Nếu em không xuất hiện thì anh mới thấy phiền. Kể anh nghe thêm về ngành học của em đi. À, em là dân thiết kế. Bảo sao? Bảo sao gì cơ? À thì anh thấy tính cách của em khá là phù hợp với ngành đấy. Về phong cách ăn mặc nè, về cách nói chuyện, nói chung là về mọi thứ. Mày học năm mấy rồi? Em học năm cuối. Bây giờ thì em đang làm luận văn tốt nghiệp. Nói chung thì em vừa đi học ở trường, lại vừa học hỏi thêm ở bên ngoài nữa. Thi thoảng thì em có làm những cái job thiết kế nho nhỏ để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Thời gian còn lại thì em hỗ trợ truyền thông ở một quán cà phê của người câm điếc. Thú vị nhỉ? Thú vị mà. Em học được từ họ rất nhiều thứ luôn ý. Nghị lực sống này, sự chăm chỉ, tỉ mỉ, cả sự lạc quan nữa. Em còn học được là nếu như tình yêu thương và sự quan tâm không thể nói ra bằng lời hay là không thể lắng nghe được thì có thể biểu hiện bằng cách nào nữa đấy. Biểu hiện bằng cách nào? Chỉ anh với.